Sáng nay, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề thực hiện nghị quyết Đại hội 13 và luật bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với sự tham gia của các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 3 Nguyễn Ngọc Hòa đồng chủ trì tọa đàm. Tòa đàm đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện các kết quả đạt được cũng như những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức triển khai nghị quyết Đại hội 13 và luật Bảo vệ Môi trường của cấp ủy đảng các cấp về lĩnh vực bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kết quả và lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh trên địa bàn Đà Nẵng, định hướng phát triển các mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu đô thị sinh thái cùng giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tòa đàm cũng dành thời gian đánh giá công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Các tham luận ý kiến của chuyên gia nhà khoa học, các đại biểu đã làm rõ hơn những kết quả và kinh nghiệm của Đà Nẵng trong công tác bảo vệ môi trường cũng như nhận diện rõ hơn những bất cập khó khăn trong quá trình thực hiện. Đây sẽ là cơ sở để Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách về bảo vệ môi trường, tham mưu cho đảng và nhà nước, và cũng là cơ sở để đảng bộ, chính quyền Đà Nẵng hoàn thiện thể chế, chính sách, đề ra các nhóm giải pháp phù hợp, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội 13 và luật bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.